Chào các anh em đang xem miền Tây Solar ha. Nay là tối ngày thứ hai, ngày 1 tháng 8 2022 nha anh em. Mình lại tiếp tục gói hàng cho mọi người. Thì hồi nãy mình mới đăng cái video cái phi thuyền L200 và nhận được rất là nhiều tin nhắn của anh em qua Zalo. Thì kinh nghiệm của mình là lâu lâu có một cái hàng mới thì anh em này rất là chú ý đến món hàng đó mọi người. Và bây giờ nhân tiện video này thì mình cũng xin nhắc lại luôn, cái L200 đó rất là sáng nha mọi người. Mình dùng từ rất là sáng, anh em hiểu rồi, rất là sáng ha. Và những cái đèn bên mình bán chỉ có JD500 hoặc là JD1000 mới có thể sáng ngang ngửa, hoặc là ánh sáng có thể so sánh được với L200 đó thôi. Đó thì mình nhắc lại với anh em mà tới nhà thì mình để cái L200 đó là 1.950.000, còn anh em nào mà gửi qua bưu điện thì cái L200 đó là 1.970.000 nha anh em, chưa bao gồm phí ship ha. Phí ship chắc chắn là khoảng 100.000 với hơn, tại vì cái đèn rất là bự, cực nặng luôn mọi người ha. Và rất là chất lượng nha anh em. Anh em mua cái đó về xài thì mình nghĩ là chỉ có ngon thôi, rất là chất lượng, rất là đã nha anh em. À, cái L200 ha, bự bự khỏi chê luôn ha. Thôi bây giờ mình trở lại với cái đơn hàng ở trên bàn nha. Gửi cho anh Trọng Văn ở 321/6 đường chiến lược, 321/6 đường chiến lược, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình ở huyện Châu Thành của Long An, anh này ảnh ở Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, thì khá là gần nhau. Anh Trọng Văn ảnh mua hàng đơn giản lắm anh em. Anh nói là một cái UFO 1000 và một cái JD 300. Mình hỏi ảnh là JDT hay là JD loại 1 này. Anh bảo mình là hãy chọn cho ảnh cái ánh sáng sáng nhất ha. Cái nào 300 mà ánh sáng tốt nhất. Thôi giờ thì mình lấy cho ảnh cái JD 300 này. Tuy giá nó có hơi cao, 1.450.000, nhưng mà nó rất là chất ở trong cái tầm giá của nó nha anh em. Nó rất là chất ha. GDT 300 thì cũng sáng đó, nhưng mà làm sao cấu hình bự bằng cái này được, tại vì cái kia có 808 thôi ha. Đó thì cái này nó tới 1.450.000 nha mọi người. Cái GDT 300 này mình nói ít anh em cũng biết nữa, tại vì mình bán cái này ở trên kênh là quá trời rồi ha, quá, mình gọi là quá trời luôn á. Đó, anh em mua cái này đó giờ chắc cả 1.000 cái, không biết được 1.000 cái không nữa, nhưng mà nhiều lắm rồi đó. Cho nên là mình nghĩ là mình nói sơ anh em cũng hiểu về rõ về cái này nữa. Thôi giờ mình sơ lược về cái này nữa nha. Cái tấm pin của nó là tấm pin 55W anh em. Đó anh em nhìn. Tấm 55W. Đấy. Ờ ha. Cái này tấm pin này nó không có chia bớt nha mọi người. Nó là những cái xe pin nhỏ và lắp ghép với nhau chứ không có chia bớt. Cho nên mình không đọc là mấy bớt được nha. Tấm 55W, chiều dài của nó là 7.2 nè. Chiều rộng của nó là 4.2 nè. 4.2 nhân 7.2 nha. 4.2 nhân 7.2. Đó. 4.2 nhân 7.2. 55W rồi anh em nhớ giúp mình nha. Bộ pin lưu trữ là 42 Ah. Ở trong đây nó có, kỳ đó mình mở ra mình đếm hình như nó có 6 hay 7 cell vậy. Lâu quá mình quên, em thông cảm nha. Để bữa nào mình đếm lại. Nó không biết mấy cell nữa nhưng mà 7 cell. 7 cell, mỗi cell 6 A, 7642, đúng rồi. 42 Ah bộ pin đây nè anh em. Đó, một mạch sạc ha, năm hiển thị 5 LED của Xinjiang. Đó, nó có là 696 còn 5730 nha mọi người, 70. Và cái đèn này sáng khỏi chê ha. Thân của nó là bằng nhôm nguyên khối. Anh Trọng Văn thì ảnh mua ảnh coi chưa có nhiều cho nên ảnh chỉ biết sơ sơ thôi. Và ảnh dặn mình lấy cái đèn lớn nhất có thể, thì mình lấy cái 300 lớn thì là loại này rồi mọi người. Chứ T thì nó đâu bằng cái này đúng không? Nè, chữ CD được dập nổi nha anh em. Đó, nhiều khi mình bán rẻ quá, nhiều khi anh em nói này nó bán hàng thiệt hay hàng giả, mà sao bán giá tốt quá. Thì mình nhắc lại với anh em á, mình bán rẻ lý do đơn giản. Thứ nhất là mình lấy một cái đơn hàng về rất là nhiều, nhiều tiền, mình lấy một lần 300 triệu anh em, chiếc xe vừa rồi. Cho nên là mình được cái giá tốt nhất của công ty ha. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là tất cả những cái phí vận chuyển nè, phí mặt bằng nè, phí cửa tiệm nè, rồi công gói nè, tất cả những cái chi phí phát sinh là không, hoàn toàn không có. Ở đây là mình làm hết, mình với bà xã mình làm hết luôn nha. Và cửa tiệm nhân viên này cũng không có luôn. Nói chung là công ty này trách nhiệm hữu hạn này có 2 thành viên thôi. Đó, có mình và bà xã thôi. Và mình giãn trừ hết tất cả các phí xung quanh. Cho nên là mình bán hàng rất là rẻ, hơn thị trường là như vậy. Chứ không phải là rẻ là bán hàng không tốt đâu nha mọi người. Mọi người nghiên cứu cho kỹ nhau. Hàng Zinan mình bán là chính hãng nè. Này cái thùng nè nè. Đó, thùng của cái đèn nè. Thùng của tấm pin đây ha. Đó, vàng thì không sao liễu lửa đâu anh em. Đó, thùng của tấm pin, bên đây là thùng của đèn nè. Còn bên đây là thùng của UFO nè. Đó thì anh em mua hàng nhớ coi kỹ kỹ video ha, rồi biết hàng mình đang bán hàng gì, được thì ủng hộ mình nha mọi người.
mình bán rẻ, lý do là mình nhắc lại là mình giảm trừ hết tất cả những cái chi phí phát sinh. Chi phí phát sinh là do mình làm hết ha, ví dụ như nhân công cũng là mình nè, cửa tiệm thì mình không không có cửa tiệm, mình bán online nè, rồi mình lấy hàng rất là nhiều cho nên công ty để cái giá cũng tốt nè, cho nên mình bán cho anh em là cái giá tốt nha. Đó, đơn giản để mình bán được giá tốt là vậy đó mọi người. Còn cái đèn á là ngang là 3 tấc 65, dài là 4 tấc 2 ha, 3 tấc 65 nhân 4 tấc 2. Ở mình nhắc lại, tấm pin 55W, bộ pin lưu trữ 42 Ah, 696 con 5730. Đó, còn mặt đèn như thế nào, trái như thế nào anh em coi biết rồi không? Đấy, thân nhôm nguyên khối nha mọi người, có dập nổi chữ CD luôn nha. Cái bên nó làm cái UFO ngàn, giá là 1.100.000. À, cái bên đây CD 300 này là 1.450.000 nha anh em. Còn cái UFO ngàn này là 1.150.000. Cấu hình là một cái tấm pin 25W, tấm pin 25W này. Đấy. Tấm pin này màu trắng nha, có loại tấm pin màu đen nữa. 988 còn 5730 ha. Và bộ pin lưu trữ là 25 Ah. Đó. Cái đường kính của cái vòng tròn này á là 5 tấc rưỡi nha, 5 tấc rưỡi. Nội dung của nó thì anh em thấy biết rồi, nhựa nguyên khối hết nha. Bây giờ thì mình sẽ bấm on. Rồi mình thử remote đồ ha. Đó, thử radar on off đồ. À, radar nè. Đèn đó, quơ quơ lên nè. Đó. Ráng đứng im trong vòng vài giây thì nó sẽ sụp xuống nha. Đứng im vài giây nha anh em. Đó, im vài giây đó sụp xuống là quơ ghé lên nè, thấy không? Đó, đèn này thì bán nhiều lắm rồi, anh em chắc cũng rành cái này. Mình bán cái này trên kênh mình nhiều lắm mọi người. Anh em thấy độ sáng của nó không? Đây ha. Ok cho mọi người ha. Theo mình những cái đèn này rất là đáng mua. À, cái này mình quay vô nó thấy cái mặt trời cho nên là đó. Rồi nó cháy nè, anh em thấy không? Đó. Đáng đồng tiền bát gạo nha mọi người. Ui ô ngàn này trên kênh bán nhiều lắm ha. Bán rất là nhiều luôn. Đó, có mấy chú mua treo vuông tôm đồ. Mấy chú mua mười mấy cái luôn anh em. Sáng khỏi chê nha, rất là đẹp. Còn cái CD 300 loại 1 này thì nó càng là khiếp hơn nữa mọi người. Ánh sáng của nó bây giờ mình cầm ra mình test cho mọi người xem ha. Đây. 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 Ok chưa anh em? Hàng khỏi lo nha. Đó. Cái này có thể treo cho mấy đứa nhỏ nó chơi thể thao ban đêm được luôn anh em. Không. Đây. Sáng ok lắm. Hàng quá khét luôn ha. Quá khét. Quá êm. À, bởi vì mình bán những cái đèn này mình tự tin lắm anh em. À, giá nó có hơi mắc tới 1.450.000 đó. Nhưng mà nó tự tin lắm anh em. À. Ánh sáng của nó thì khỏi lo ha. À, vừa lúc nãy mình có test cái L200 cái phi thuyền á mọi người. Ánh sáng của cái phi thuyền á là nó nghiêng về ánh sáng trung tính nha. Cái ánh sáng trong dắt luôn. Còn cái ánh sáng của hai cái đèn này á thì cái ánh sáng nó màu trắng. Còn của cái phi thuyền L200 thì ánh sáng nó trong dắt nha anh em, nó không phải màu trắng mà nó trong dắt luôn. Nó cũng không phải màu vàng nữa, trung tính nha anh em. Còn cái ánh sáng của hai cái đèn trước mặt anh em thì nó màu trắng ha, màu trắng. Đấy, mình về mình xài biết liền à. Đấy. Thì nó ánh sáng màu gì là do LED đó mọi người. LED 3030 thì ánh sáng màu trung tính, còn LED 5730 này thì ánh sáng này màu trắng, hơi trắng trắng ha. Đó, còn cái con LED của MK anh em cũng 5730 nữa mà ánh sáng mà hơi vàng vàng. Đó thì nó chung chung là do cái hãng đèn thôi, nó chỉnh con LED màu gì đó ha. Chứ nói chung là cũng không sao ha. Nó màu trắng hay màu trung tính hay màu vàng thì mình thấy nó cũng được anh em. Đừng có mờ câm, đừng có mờ mờ ha. Mình rất là không ưa những cái đèn mà có cái ánh sáng mà cũng sáng cũng trắng đó nhưng mà nó trắng cái dạng mà như sương khói vậy mọi người. Như khói vậy làm cho ông ta cảm thấy rất là khó chịu. Đó thì cái đó mình mới tránh thôi, chứ còn những cái trắng sáng trưng vậy thì ok thôi, không có gì đâu ha. Thôi mình nhắc lại anh em nào đam mê cứ 076 687 4311 nha mọi người. Xin chào mọi người ha, mình đóng gói thiệt là kỹ gửi cho anh Trọng Văn. Cảm ơn anh rất là nhiều. Hẹn gặp anh ở những cái đèn lần sau nha, hẹn gặp các anh em ở đèn lần sau. Nhớ xem kênh, nhớ cho kênh Miền Tây Solar cái đăng ký nha anh em. Chào anh em nha.